Dương Ngọc Thái có con với fan trước khi hạnh phúc viên mãn bên người vợ ghen tuông cấp độ 11. Ca sĩ Dương Ngọc Thái sinh ngày 26 tháng 6 năm 1979 tại tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại anh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về sự nghiệp Dương Ngọc Thái, năm 1998, anh thi đậu vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh khoa Thanh nhạc khóa 4. Trong 3 năm học ở trường, anh luôn giữ vững danh hiệu sinh viên xuất sắc và tốt nghiệp với cùng danh hiệu đó. Năm 2001, Dương Ngọc Thái chính thức bước chân vào sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Anh được Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh chọn đi biểu diễn ở chương trình Osaka in the World, Nhật Bản. Sau khi về nước, anh đã cho ra mắt album âm nhạc đầu tiên của mình. Sau đó, anh là một trong ba ca sĩ cùng Hương Lan và Vân Khánh được hãng đĩa Vafaco chọn thu âm album Đất khách quê người, gồm các ca khúc nhạc quê hương được chọn lọc kỹ lưỡng. Năm 2003, anh cho ra mắt album Hương sắc miền Nam và đến năm 2005, anh tiếp tục phát hành album có tên Nợ em một khúc dân ca. Album này, anh song ca cùng nữ ca sĩ Hương Lan và được nhiều khán giả dòng nhạc trữ tình yêu thích. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, Dương Ngọc Thái đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc Việt. Năm 2008, anh tổ chức live show Một thoáng quê hương tại sân khấu ca nhạc Trống đồng. Dù chặng đường ca hát chưa tròn 10 năm, theo anh 7 năm là một chặng đường đủ dài để thực hiện chương trình mang dấu ấn ca nhạc trữ tình Dương Ngọc Thái. Cùng tham gia live show với anh còn có những người bạn ca sĩ như Giao Linh, Lâm Vũ, Lâm Chấn Huy, Vĩnh Thuyên Kim và nghệ sĩ Hoài Linh. Năm 2009, chỉ sau một năm, anh tiếp tục tổ chức live show Một thoáng quê hương 2 và năm 2010 là hai live show Tình yêu và tuổi trẻ và Tình yêu và quê hương. Trong chương trình Một thoáng quê hương 2, anh đã quyên góp gây quỹ từ thiện giúp quê mình bị bão lũ. Khi làm điều này, anh chỉ tâm niệm một điều, quê mình còn rất nghèo và thiên tai đôi lúc làm cho cuộc sống của người dân thêm vất vả. Chia sẻ khó khăn với đồng bào là điều mà anh luôn cố gắng trong khả năng mình có thể. Năm 2016, Dương Ngọc Thái tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát. Trong đêm chung kết, nam ca sĩ này đã trình bày tiết mục của mình là ca khúc Không nhà. Phần thi của Dương Ngọc Thái đã khiến khán giả trường quay lẫn khán giả truyền hình phải rơi nước mắt vì xót thương cho số phận cơ nhỡ của những người có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Sau hai phần thi, Dương Ngọc Thái đã đạt được số điểm rất cao 99,7, đã trở thành quán quân của chương trình và nhận được giải thưởng 200 triệu đồng của chương trình. Cùng năm, anh tổ chức một buổi giao lưu với người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là lần đầu tiên Dương Ngọc Thái tổ chức một buổi họp fan sau 10 năm anh chính thức bước chân vào nghề. Xuất hiện trong buổi giao lưu có bà xã của Dương Ngọc Thái là nữ ca sĩ Triệu Ái Vi, cựu thành viên nhóm nhạc Honey. Cô đã kết hình trái tim từ 99 bông hoa hồng để dành tặng cho chồng của mình. Chuyện tình của Dương Ngọc Thái và Triệu Ái Vi được không ít người ngưỡng mộ. Năm 2012, sau những ồn ào trong chuyện tình cảm, cả hai tiến tới hôn nhân, đến nay đã có với nhau hai thiên thần nhỏ. Bà xã Dương Ngọc Thái cho biết trước đây, nam ca sĩ vì muốn làm quen với mình đã kiếm cớ bốc sâu diễn trước 6 tháng, liên tục có những hành động hỏi han, bắt chuyện nhằm gây sự chú ý. Chính giọng ca gọi đào cũng thẳng thắn thừa nhận mình từng làm những chuyện kỳ quái vì muốn vợ chú ý. Cặp đôi khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiến tới hôn nhân chỉ trong vòng 7 tháng quen nhau và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Kể về cuộc sống hôn nhân, nam ca sĩ 41 tuổi thừa nhận anh có tính xấu là quá nóng tính. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết từ khi có vợ con, anh bắt đầu học cách thay đổi. Dương Ngọc Thái cũng không quên ghi công này cho bà xã. Giọng ca xót xa nói rằng chính sự thấu hiểu hiền lành và không để bụng của vợ đã giúp anh dần thay đổi tính xấu của mình. Triệu Ái Vi cũng đồng ý với chia sẻ của chồng và cho biết thêm, suốt 8 năm nay, hai vợ chồng không giận nhau nổi một ngày. Được biết, cặp vợ chồng đã có 3 người con sau gần 9 năm về chung một nhà. Giọng ca gọi đò thừa nhận mỗi đứa con là một bước ngoặt khiến anh thay đổi cuộc đời mình. Chính Ái Vi cũng công nhận điều này. Đứa con đầu tiên ảnh còn ham chơi lắm, ham chơi vô cùng. Lúc quen nhau tôi thấy anh này hiền lắm, mình nghĩ lấy nhau về chắc có con, ảnh sẽ thương vợ con lắm. Vậy mà đẻ đứa đầu tiên tôi sợ luôn, sao ảnh vẫn ham chơi quá, không hề thay đổi gì luôn. Đến đứa thứ hai thì ảnh mới bắt đầu thay đổi. Hồi trước khi còn ở chung với gia đình, anh Thái là con cưng nên không làm gì cả. Nhưng khi hai vợ chồng ra ở riêng, anh Thái tập được làm việc nhà, tự vào bếp nấu ăn. Đó là những việc tôi từng nghĩ ảnh sẽ không bao giờ làm được. Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân của mình, Dương Ngọc Thái khẳng định vợ ghen rất vô lý. Anh chia sẻ, bả nằm mơ thấy mình đi chơi với cô này cô kia, tỉnh dậy là bả kiếm chuyện, bả kể mình nghe rồi còn chửi mình nữa chứ. Hay lúc xem TV, mình lỡ có khen cô gái nào là cũng có chuyện. Cách đây vài năm mình đổi mật khẩu điện thoại liên tục nhưng bả vẫn tìm cách và biết. Mỗi khi ngủ dậy bả lại kiếm chuyện rồi ghen. Tới bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao cô ấy biết hết mật khẩu điện thoại. Ái Vi cũng thành thật rằng trước kia thường xuyên phải xin xỏ chồng để biết mật khẩu điện thoại, cô kể. Không hiểu sao lúc đó tôi hiền dữ vậy, tôi cứ phải đi theo xin anh ơi cho em biết mật khẩu. Còn ảnh thì cứ nói là do tôi hay suy nghĩ, ảnh không muốn đưa là vì nghĩ cho mình. Không muốn tôi cứ xem điện thoại rồi suy nghĩ nhiều. Vậy mà tôi cứ xin năn nỉ là anh muốn em làm gì em sẽ làm hết, nhưng cho em biết mật khẩu đi. Nghĩ lại sao hồi đó mình hiền ghê, mình cứ chấp nhận và năn nỉ tới khi nào biết mật khẩu thì thôi. Nhưng sau này mình không cần xin nữa, mình cứ nhìn trộm xem ẩm bóng mật khẩu gì rồi đoán ra.
nên cứ liếc hoài mà mắt muốn lé luôn ra vậy đó. Dù đôi lúc khó chịu vì sự ghen tuông của vợ, nhưng Dương Ngọc Thái khẳng định anh vẫn thích vợ ghen vì nếu không ghen thì chắc cô ấy hết yêu mình rồi. Nam ca sĩ hài hước rằng nếu tính về cấp độ ghen của Ái Vy thì anh đánh giá ở cấp 11. Bả ghen trên mọi lĩnh vực, mọi tình huống luôn nhưng cũng vui. Còn nếu không ghen thì chắc mình hết giá trị rồi. Nếu ghen mà mình có gì thì mình mới bực chứ mình không có gì thì thôi, anh nói. Trước khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp, Dương Ngọc Thái cũng có nhiều tin đồn. Trước đây, nam ca sĩ từng xác nhận đã yêu và có con chung với fan hâm mộ. Anh kể lại vào một lần đi diễn ở Australia, nam ca sĩ vô tình quen một fan hâm mộ. Cả hai đều có tình ý với nhau. Sau đó cả hai cùng về Việt Nam và Dương Ngọc Thái cùng người này đã có một con chung. Vì công việc cô gái này phải đi sang Australia và tình cảm của họ bắt đầu sứt mẻ dẫn đến chia tay. Con chung của cả hai cũng đi theo định cư ở Australia cùng mẹ.